Cái chân của ông bị gì vậy ông? Không, cái tre này thôi. Ông sang cái quần lên cho con coi cái, được cái đầu cái chân của ông bị gì nè? Cái chân đỡ, của ông đỡ, sao đỡ, mà cong quá vậy? Đầu quý này. Rồi. Nhưng té này. Ừ, cái này hồi đó ông đi lính bị gãy hả? Chạy máy bay trực thăng đó. Dạ. Ngay bé NP này nè đó. Dạ. Ừ. Ngọc ơi, em coi cái tay của Ama kìa. Rồi, đây nữa nè. Tay của ông bị cong hết rồi. Cong này, dạ. Té rồi. À, bị gãy rồi. Gãy rồi, cắt khít cái này. Mình nó tóc cái da này. Sơn Ngọc xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị đã đến với video của Sơn Ngọc. Ngọc chúc quý ông bà, cô chú, anh chị mình thật là nhiều sức khỏe. Thì hôm nay Sơn Ngọc muốn chia sẻ đến cả nhà mình với một cái hoàn cảnh của hai ông cụ bà rất là khó khăn cho cuộc sống luôn. Thì hai ông cụ bà cũng đã gần 100 tuổi rồi cả nhà. Ngọc nghe thốn đâu được bà con chia sẻ là hai ông bà đã 80 mấy rồi, nhưng mà hai ông bà có một người con, nhưng mà một người con á là cũng đã lập gia đình và đi xa rồi. Thì phong tục của bà con đồng bào là như vậy cả nhà mình. Nếu như mà người con nào mà đã lập gia đình rồi thì sẽ đi theo vợ và ở luôn, không có đến về mà thăm lại gia đình và cha mẹ của mình nữa. Thì bây giờ Ngọc mời cả nhà mình cùng đi vào lại Sơn Ngọc đến thăm hỏi hai ông bà nhé. Đây. Con chào ông, con chào bà. Cho con ngồi trò chuyện với ông một tí nha. À, nói đi. Dạ. Ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi ông ơi? Cái năm nay bốn lấy cái này. Dạ. Chục cái này hả? Dạ, ông năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Đây là sinh 1940. Ông sinh năm 1940. À. Dạ. Vậy là ông năm nay là 82 tuổi rồi. 82 tuổi hả? Dạ. 82 tuổi à? Dạ, 82 tuổi. À. À, còn bà năm nay sinh năm bao nhiêu rồi? Bà sinh 1948. Bà sinh năm 1948. À. Dạ. Ôi, con chào A Quay. A Quay mới đi đâu về á? Đi đại hả? Trời ơi, A Quay ở đâu mà bồng bé nè? Ừ, con ở nhà kia. Ở nhà kia hả? Ừ. Dạ. Thì hôm nay con được cô chú anh chị người dân họ chia sẻ về hoàn cảnh của gia đình hai ông bà á. Con đến con thăm hai ông bà. Hai ông bà cũng đã 80 mấy tuổi rồi ha. Ừ. Và nhà của ông bà ở đâu vậy? Nhà mình ở trên núi, nhà cũ hả? Dạ. Ở trên núi. Hiện tại thì nhà của mình là ở đâu? Nhà bây giờ đó hả? Dạ. Thì nhà tôi biết nè, nhà nhà nước cho nè. Dạ. Hiện tại là nhà đây là nhà nước gửi tặng cho gia đình mình. À. Dạ. Lúc trước thì nhà mình là nào? Nhà mình cũng ở tại đây à. Dạ. Còn nhà đất này là của ai vậy? Cái này nhà này là nhà bếp. Nhà bếp. Lúc trước là mình ở trong đó, là gọi là bây giờ mình chuyển qua đây thì bây giờ cái nhà đó mình làm nhà bếp. Ờ. Dạ. Nhà bếp đó. Cái này nhà ngủ. Dạ. Nhà đó cũng nhà nước làm chứ. Dạ. Ờ. Bây giờ thì nhà đất mình làm nhà bếp luôn. Ờ. Dạ. Mình coi như là hai cái nhà. Hai cái nhà. Cái nhà này, cái nhà để ăn ở bà. Dạ. Cái nhà này là cái nhà 35. Dạ. Cái nhà 135. Hai ông bà đã ăn cơm chưa? Ăn rồi. Ăn rồi hả? À, ăn sáng rồi. Ăn sáng rồi. À. Buổi trưa hôm nay là ông bà ăn cái gì vậy? Đó là ăn hôm nay là ăn cơm với bông đu đủ. Ăn cơm với bông à. Đu đủ. À. Dạ. Bây giờ ông dẫn con vào nhà được không? Hả? Ông dẫn con vào nhà được không? Cái gì đâu có, được sao không được? Dạ, đây, hả? mình đây. Ê, đi. Dạ. Ông ăn. Ừ. Ủa, sao tay chân của ông bị cong hết rồi? Cái. Ôi, chân ông này cả chân nhà. Chân của ông bị sao vậy? Chạy té. Té máy bay đó. Máy bay là sao ông? Máy, con máy rồi nãy. Hồi đó ông đi lính hả? Mình hả? Dạ. À. Hồi đó ông đi lính ông bị gì nè, chân của ông bị gì nè? Cái này bị chè cháy té. Cháy té hả? Ờ. Bị chạy máy bay trực thăng đó. Dạ. Ngay bé NP này nè đó. Dạ. Ừ. Ngọc ơi, em coi cái tay của Ama kìa. Rồi, đây nữa nè. Ừ. Tay của ông bị cong hết rồi. Cong này, té rồi. Bị gãy rồi. Gãy rồi, cắt khít cái này.
mình nó tóc cái da này, cái dạ. xương này tóc hết. Này là ông bị lâu chưa? Hồi đó vô chứ hồi đó là... hả? Hồi đó ông đi lính đó hả? Đi lì hơ. Dạ. Đi hồi lính đó. Dạ. Ừ. Rồi. Hồi năm 67 gì đó. Năm 67. Rồi. Dạ. Chắc lớn nhất năm 67 chắc mấy chưa. Chưa xin. Tao chưa xin rồi. Dạ. Tao chưa xin rồi. 67 mà. Sao tay của ông bị cong hết trơn rồi nè? À cong qua đây này, đây này. Dạ. Chỉ thắng lại nè. Ông cử động được không? Được. Ông cử động bình thường ha? Được. Ừ. Dạ. Cũng tê tay này nữa, tê lại nè. Dạ. Ừ. Trời ơi, tay chân gì mà cong bẹo hết trơn rồi. Ờ, còn mới đi. Dạ. Đi không có khỏe. Như bà nào? Vẫn còn khỏe luôn à, bà vẫn còn đi được nè. Bà khỏe ờ, bà đi được. Dạ, bà có bị lỏng không ông? Ờ. Bà bình thường ha? Ờ, bà cũng đau cuối đây chứ. Con chào bà. Bà ăn cơm chưa? Chưa ăn cùng. Bà chưa ăn cơm hả? Dạ. Giờ này bà ra đây bà ngồi nghỉ cho mát thôi ha. Ừ. Rồi chưa ăn cơm ơi. Ờ, gia đình mình chưa ăn cơm hả ông? Ờ, nó ăn, nó chưa ăn, tôi ăn trước. Sao lại nó? Hả? Phải là vợ chưa ăn chứ? Ờ, vợ thì mẹ đó, dừng đọc kêu mà. Hả? Dạ. Đi vô nhà, có đi vô nhà? Dạ. Đi vô nhà. Mình đi vào nhà đi, ông. Ông đứng dậy được không? Hả? Rồi, ông bắt nó khỉ luôn nè. Ôi, bây giờ mình chân bên trái của ông bị sao Ngọc ơi? Cái chân của ông bị gì vậy ông? Không à, cái tre này thôi. Ông sang cái quần lên cho con coi được cái đầu cái chân của ông bị gì nè? Cái đấy, đỡ, 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 đau cuối này. Rồi. Những té này. Ồ, cái này hồi đó ông đi lính bị gãy hả? Ồ, à. Rồi. Ê, bùi, chú đi rồi khuấy thế này đâu. Chân chui này. Ông bị hồi trẻ tới giờ rồi. Dạ, hồi đó. Dạ. Hồi đó, đến bây giờ nè. Trời ơi. Đi cung căng chứ. Ông đi được không? Ông đi bình thường được không? Đi được. Ông đi cho cháu xem nào. Ông đi cho cháu xem. Rồi. Ông đi cả nhắc vậy hả? Ờ, đi nhà đó. Trời ơi. Bị hồi đó ông bị sao mà ông bị gãy vậy ông? Ờ, gãy chảy. Chạy hả? Ờ, chạy té. À, là người ta rượt mình, người ta bắn mình rồi mình chạy hả? Máy bay xuống trên trời à? À, máy bay bay trên trời bắn mình chạy. À, à. Rồi, mình chạy mình té, mình gãy luôn. Ừ. Rồi. Đây là căn khổ nhà. Quá. Căn nhà bếp rồi đúng không ông? Ừ, nhà bếp đi. Là căn nhà này là lúc trước Ama ở. Lúc trước hai vợ chồng Ama ở đây. Ừ. Rồi còn được, nhà nước mình tài trợ cho hai vợ chồng Ama một căn nhà mới đúng không? Ừ, vô. Căn nhà này bao lâu rồi Ama? Ờ, nhà này lâu rồi thua cái năm 2004 à? 2004, rồi năm nay 18 năm rồi. Ờ, 2004 rồi cháu à. Nhà bằng đất nè. Ừ. Đắp lại đắp bằng... Hồi đó là ông bà là ở trong này. Ờ. Dạ, rồi chừng nào mình mới có một cái căn nhà mới như thế này? Cái này là... Cái nhà này là ngày cái nhà năm 2009. 2009. Ừ. Dạ. Coi như 10 năm nay rồi. Dạ. Nhà kia. Dạ. Nhà nước làm nó. Dạ. Thôi còn cái đây là cái món ăn vào buổi trưa của ông bà hả? Ờ. Cho con xem được, cho con xem nha. Ờ, ăn. Rồi đây là bông đu đủ không? Ờ. Rồi, bông đu đủ mình xào với lại cái gì không? Xào với dầu thôi. À, mình xào với dầu thôi hả? Ờ, trời, ăn không? Đắng lắm. Hả? Đắng lắm. Đắng chứ sao? Trời. Ha, ăn không? Dạ, con ăn đâu, con đâu có ăn đắng được đâu. Chứ gì, chứ gì á? Dạ, con ăn không có quen. Ừ. Dạ. Đúng rồi. Không quen ăn mà. Dạ. Cái này đắng lắm, cái này đắng lắm. Đắng. Con ăn rồi, con ăn thử rồi. Ăn đắng lắm. Ăn ở đâu? Con ăn, con đi thăm bà con ăn á. Dạ, con lên núi cái con ăn thử xem thử nó như thế nào á. Xem thử bà con mình ăn cái món ăn này nè. Tại vì con thấy bà con hay ăn cái món ăn này hồi đó tới giờ luôn, gọi là món ăn đặc sản luôn rồi á. Dạ, con ăn thử rồi mà nó rất là đắng. Đắng chứ. Dạ. Đắng. Đây là cơm hả? Này là cơm. Rồi, cái này mình ăn là tối mình cũng ăn luôn không? Ờ, tối đã rồi thôi. Cứ ăn cái canh con xô này lại. Dạ. Rồi, xô mình mua xô nữa. Ờ. Dạ, nhà ông còn gạo không? Gạo còn. Còn gạo hả? Ừ. Cơm đây là hồi nào đây ông? Cơm hồi sáng. Cơm hồi sáng. À. Còn cái đây là mình mới nấu hả ông? Ờ. Đây Ngọc thấy còn nóng nè. Ờ, nóng. À.
Nay là sáng là bỏ rồi cho gà hả? Cho gà không có cho ăn sao? À sao? À sao là chó. À sao là chó. Rồi cái đây là ai chuẩn bị ăn này không? Ừ. Nè ai bỏ ra ăn? À chú hồi nãy đó. Ông ăn á hả? Ừ. Dạ. Ông chuẩn bị ăn mà ông ra ngồi ông ngồi. Ừ, ra ngoài cháu ở ngoài. Rồi. Ra lại. Bây giờ trong căn nhà này mình chỉ làm nhà bếp thôi đúng không? Ừ. Dạ. Là nhà bếp. Rồi. Trong này tối quá cả nhà mình. Ừ. Khói mà lúc trước mình nấu mà khói mà bay ngút trời hết mà nó bám vào trong nhà nè. Nó đen hết rồi. Ở đây mình nước á mình lấy mình sử dụng là ở dưới suối không? Ở dưới suối. Chợ. Dạ. Chợ. Mình có nước máy chưa? Máy hả? Dạ nước máy á. Không có. Nước mà ống nó chảy ra á. Ừ. Chưa có hả? Mình phải đi xách nước suối hả? Ừ. Ông đi xách luôn. Không. Con cháu. Con cháu. À, chở ban kia. À, kịp bình này. Chở canh này cho ông bà sử dụng. À. Dạ con tưởng đâu ông đi cái chân này mà xách cái canh này được. Ơi. Chết luôn á. À, dạ. Chú không làm việc gì đâu. Rồi cái đây là cái khung nguyên bếp của mình sử dụng mình nấu những cái món ăn đúng không ông? À. Rồi Ngọc thấy đây bát mình treo như thế này làm gì nè ông ơi? Bát treo cho đó phong tục mình có treo bát. À, phong tục là như thế nào ông? Mình treo bát là như vậy là như thế nào ông? À, là quay cái lịch sử hồi xưa đó. Dạ. Phải treo bát cái gì đó, treo lên, treo đậu này, treo bát. Kiểu như mình treo lên là để làm gì không? À, để ăn chứ ơi. Dạ. Lâu lâu mới ăn. Dạ. Phải treo như vậy đó. Có cái ý nghĩa gì nữa không? Ý nghĩa là cái ý ông bà đời xưa hồi trước đó. Dạ. Ừ. Vậy thôi. À ý là mình thấy ông bà hồi xưa hay đỡ vậy rồi mình cứ nói tiếp theo ông bà rồi mình cứ treo vậy thôi. Ờ à, cũng vậy. Dạ. Phong tục. Dạ. Nhưng tộc là lai mà. Dạ. Ờ à, sao vui vẻ thế có vợ chưa? À. Con chưa có vợ. Chưa có vợ. Dạ. Ở đây có điện hả ông? Có chứ. Có điện hả? Ừ, dạ. Điện mắc cái điện nhà nước kia hả? Dạ. Người miền Bình mới có điện chứ. Mình tháng tới tháng mình có trả tiền điện không ông? Dạ. Trả hả? Tháng tháng mình trả bao nhiêu tiền nè? Ồ. Ta là một mình chú ở đây. Thì nuôi cháu ba cái nhà cháu kia. Dạ. Ta tiền có lúc nặng, có lúc nhẹ. Cháu là làm là ăn bằng điện, làm cô ăn bằng điện cho năm kinh đó. Dạ. Thì cháu là 260. Nếu không lao cơm ăn. Mái nhà mà mình trả 260 như vậy? Nhà, ba cái nhà kia. Nhà rẫy đó. Dạ. Nhà đây nè. Là mà, con cháu rồi ở chung với nhau rồi trả một lần đó hả? À, trả một lần. À, dạ. Mà nếu không ăn cũng điện, ta cũng mình chú tháng này là ít có 100... Đấy 4 ngàn à. Ông có đi làm rẫy không? Làm rẫy có chứ, rẫy bây giờ làm không được đâu. Nhưng bây giờ hàng ngày ông với bà ở nhà thôi hả? Ở nhà. Không đi làm gì hết? Không. Còn con của ông đâu? Con của tôi là ở theo vợ. Dạ. Một mình à. Dạ, bây giờ là mà hai đỡ. Vợ chồng ông bà ở nhà thôi ha? Ở nhà thôi. Học con, ngày kinh con của ông chỉ có một người thôi hả? Có một người thôi. Là đi theo vợ đúng không? Mới nay con được cô chú chia sẻ cho con. Dạ. Con của ông là bây giờ mình đi theo vợ rồi chừng nào thì mới về thăm ông bà? Lâu. Lâu hả? À, một tháng hay một tháng rưỡi gì đó. Dạ. Mới thăm. Trời ơi. Ừ. Nhiều lúc không về thăm ông bà luôn. À, bây giờ ông cháu bây giờ đi xa đi làm. Dạ. Đi làm cà phê gì bên đó. À. Mình nắm lòng nó. Rồi, ở xung quanh đây là con cháu của ông nhiều không? Nhiều. Nhiều không lắm không hả? Nhiều lắm đâu. Cần cho mình vợ ở nhà. Mấy người? Không biết tính nữa. Không biết tính hả? Ừ. Dạ. Cháu bên vợ. Cháu bên vợ thôi hả? Cháu bên vợ. Bên bà thôi hả? Ở bên bà thôi. Dạ. Sao không tập dương đọc dạ. Mà. Ông bà cũng vẫn mạnh khỏe chứ ha? Ừ, cũng dạ. khỏe lắm đâu. Dạ. Ừ. Đấy là mình, cuộc sống của mình hơi thiếu ăn, thiếu uống một tí không ha? Hơi tí. Dạ. Thiếu nhiều. Dạ. Thiếu rẫy, thiếu... Ông có nhậu không? Hả? Ông có nhậu không? Nhậu gì? Tiền có khỏe đâu. Rồi. Chú là ăn gà, ăn cá đau bụng. Dạ. Ăn gà, ăn cá đau bụng. Ờ. Ăn thịt, ăn cá đau bụng hả? Ờ, kia là ăn thịt heo thôi. Dạ. Ăn thịt heo thôi. Ờ. Mình ăn được một món thịt heo thôi. Một món thịt heo. Dạ. Thịt heo mua 50 bà lắm đây nè. Dạ. Dạ.
một tâm mới được cái này. Ước ăn muối cha ra đi. Dạ. Ôm thế hả? Dạ. Dạ. Ờ, rồi mua thịt xèo ăn đi. Ông cong gãy hết trơn rồi nè. Không, một cái này thôi. Ông bị hồi trẻ tới giờ rồi hả? Ông bị hồi trẻ vậy rồi, hồi đó ông đi làm được không? Ông làm nặng được không? Không, làm rẫy, làm đồ ở nhà hay bà? Làm bày bà ở nhà thôi. Thôi. Dạ. Rồi máy bay nó rượt mình, nó bắn mình. Ờ. Rồi mình chạy, gãy tay, gãy chân hết luôn. Ờ, té. Dạ. Té con chân luôn. Rồi. Mấy thằng kia. Dạ. Nó kêu rồi không có gì, nó có mất cái dấu hay là mọi người đi. Con thấy ông 80 mấy tuổi rồi mà ông khỏe mạnh như vậy là con cũng vui rồi hả ông? Bây giờ ông dẫn con đi qua bên nhà bên đây nha. Đâu? Dạ, đi bên nhà bên đây nè. Nhà đây của mình mà đúng không? Hay là của ai? Nhà này nhà kia. Dạ. Nhà đó của mình hay của ai không? Nhà này. Dạ. Nhà chú đó. Nhà của ông hả? Ừ. Dạ, ông dẫn con qua được không? Được sao không được? Dạ, đi, đi. Đây, trong cửa đó. Đóng cửa nữa hả? Ừ, chờ gà. Gà nó vô nó ăn cơm. Ừ. Ông ngồi, ông nuôi chó ra thì ông còn nuôi cái gì nữa không? Cái gì đó? Gấu bông. Hả? Gấu bông. Nên mới trung lũ lặng Trung Quốc vậy. Là Trung Quốc. À. Là đồ chơi của Trung Quốc á hả? Không. Từ sợ mấy cháu mà túi vậy chứ. ngồi chó ra thì ông còn nuôi cái gì nữa không? Hả? Ngồi chó ra thì ông còn nuôi cái gì nữa không? Không. Không nuôi gì hả? Gà ông có nuôi không? Không, không nuôi. Không nuôi gà luôn. Không nuôi gà thôi. Bà thì bình thường hơn ông ha. À, bà vẫn còn khỏe mạnh bình thường hơn ông ha. Bà hả? Dạ. Nào chứ. Hai ông bà sống nương tựa với nhau rất là hạnh phúc luôn. Bà yêu lắm mẹ. Dạ. Mẹ ra đi chưa? À. Rồi cho phép con vào nhà nhân ông. Không có gì đâu. Trời ơi. Ôi. Ngọc mới vào trong đây thì Ngọc thấy kiểu như nó hơi nóng một tí. Nóng chưa? Nó có một cái mùi ẩm mốc. Hả? Dạ. Ra ngoài. Nhà này lâu quá rồi, trời mưa nó giọt quá. Giọt. Giọt chỗ nào vậy ông? Giọt qua chỗ này. À. Tối mình ngủ nó có bị ướt không? Không. Không à? Là nhục xuống đây này. Tối ông bà ngủ ở đây hả? Ngủ ở đây. À, con thấy ông có cái radio nè. Ông mở, sao Ama quay không mở cửa ra cho nó phóng đi. Đi mẹ thì treo võng. Ai ngủ võng? Mẹ. Bà ngủ võng. À. Dạ, mẹ ngủ võng. Ừ. Thôi, đây là đồ hả? Ừ. Dạ. TV này còn sử dụng được không ông? TV hư rồi. Hư rồi. TV của bà, TV hay mất pin nữa. Tối bà ngủ bỏng thôi hả? Dạ. Ủa sao bà không ngủ giường mà bà ngủ bỏng vậy ông? À, ngồi đi. Dạ. Sao bà không ngủ giường mà bà ngủ bỏng? Ngồi giữa này là nó nóng. Nóng. Dạ. Bà ngồi giữa là bo mê quạt. Ông ơi, dạ. Hình như con cảm thấy là bà sợ con hay sao á. Hả? Bà sợ con hay sao á? Không có sợ đâu. Bà không có sợ hả? Không. Ông có sợ con không? Không. Không hả? Thì sợ là sợ một cái để thiệt với anh nha. Dạ. Thiệt với người cách mạng thì sợ mà túi lừa đảo tôi đó. À sợ là anh em mình tới lừa đảo em à? À con đến con giúp đỡ cho ông để ông có tiền ông mua gạo, mua thịt, mua cá ăn nè. Dạ. Dạ. Ông nhà ông có gì không? Để con lừa đảo nè. Nhà ông có gì không? À, đâu để con coi thử tay ông có đeo nhẫn vàng hay là dây chuyền vàng để con lừa đảo ông con lấy nè. À, con đến đây con thăm hoàn cảnh của gia đình mình á. Dạ. Tại vì con được cô chú anh chị chia sẻ đến cho con á, nói là hoàn cảnh của ông bà rất là nghèo khổ và rất là thương luôn. Tại vì có một người con thôi, nhưng mà cũng đi làm xa rồi, lấy vợ, lập gia đình rồi, đi làm xa rồi. Có mình ông bà nương tựa với nhau mà sống thôi. Nhiều lúc thì cơm gạo không đủ ăn nữa. Dạ. Cho nên con đến con thăm hoàn cảnh của gia đình ông để con giúp đỡ cho gia đình mình á. Dạ. Dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Cảm ơn nhiều. Nhà mình còn bao nhiêu gạo đây thôi hả ông? Đâu gạo đó. Dạ, còn nhiêu đây thôi. Ừ. Đồ sao mình không cắt đi mà mình để đây vậy? Đồ ba bằng áo quần đồ. Dạ.
Bỏ lung tung vậy hả? Áo quần được của Dạ. bà, khăn đập của bà. Dạ. Ở ngồi phòng này thì có gì ông hả? À? Ở trong phòng này thì có cái gì? Thôi. Không có không thôi, không có gì hết. Dạ. Ê, Không có gì hết. phòng đó là phòng của cháu đó, Dạ. thì nó qua vợ ngồi đây, nó ngồi phòng đó, Dạ. mà mẹ ngồi đây. Mình đã là nghèo cả người, nghèo cả tiền bạc nữa. Con thấy ông mặc toàn là đồ đồ lính không à? Ừ. Dạ. Mình là nuôi dược, nó thiệt về đàn chứ là người cái bình bình mà Dạ. lính cơ hồ. Dạ. Ừ. Ông đi lính bao nhiêu năm rồi? Đi năm 1963 Dạ. à. Ông ơi, Nó thiệt. con thấy sao bánh tráng mà mình treo vậy ông? Anh đang treo đó hả? Ăn biến ăn hay treo chứ gì? Chán rồi. Là sao? Chán ăn rồi. Để đó mày muốn ăn lại thôi. Là mình treo như vậy là để làm gì á ông? À, không để ăn thì không có gì. Dạ, để cho nó khô hả? Treo cho Rồi nó mình khô. ăn. Ăn. Ăn dần dần. À. Ôi, lần đầu tiên con thấy mà bánh tráng cột dây mà treo như vậy luôn á. À. Tức tức là ama quay nhúng ăn mà ăn không hết. Bây À, giờ bỏ uổng, quên là luôn. mình đã nhúng rồi đúng không? Nhúng À. nước rồi. Rồi bây giờ mình Chưa treo nhúng, lên cho nó. chưa, chưa Chưa. nhúng nước. À, chưa nhúng nước. À. Vì chưa nhúng nước mà. Chưa. Dạ. Chưa chưa nhúng nước rồi mình có treo vậy hả? Treo đó lúc ăn thì ăn, hồi Ôi, quên thì da rồi đen cũng đen con thấy hoài. cái bảng mừng thọ của ai Cái không? bằng món thọ của bà. Của bà. À. À, bảng mừng thọ của bà 70 tuổi hả? Cũng lâu rồi. Lâu. Dạ. À. Cũng lâu rồi. Ừ. Bảng mừng thọ, còn ông đâu? Bảng mừng thọ của ông đâu? Chưa có. Chưa có. Không có à. Dạ. Mà tiền cao tư luôn à. Dạ. Bà biết nhiều về tiếng Việt, tiếng Kinh mình không? Biết chứ, Biết hả? biết rồi nó chậm. Nó chậm. Ừ. Dạ. Ông hồi đó ông đi lính rồi ông tiếp xúc nhiều với lại người Kinh, ông biết nhiều về tiếng Kinh À, ha. thế mà chơi được nhiều, biết được Dạ. nhiều tiếng Việt Nam. Tại vì con sợ, con hỏi bà sợ con á. Ừ. Dạ. Họ không sợ. Không sợ. À, nghe cách mạng mà sợ Ông vậy. mới lần đầu ông gặp con, ông có sợ con không? Không. Không sợ ha. Không. Bây giờ ông còn sợ không? Còn hết sợ, không có Hết sợ sợ nữa. luôn rồi. Hả? Nóng quá ông ơi, bây giờ mình đi ra ngồi, Hả? mình ngồi đi ông Đây, ha. đi, ngồi. À, đây là căn nhà của gia Ra đình quay, mình ra nè. ngoài, ngồi đi, ngồi trong nhà nóng lắm Bà ông ơi, ơi. mình ra ngồi, mình ra ô ngồi hiên, mình Ừ. ngồi đi bà đây. À, bà cảm thấy như bà hơi sợ cả nhà. À, bà phải giác còn Dép dép của ông ngồi đây nè, dép của ông ngồi đây nè. Alo. Dạ. Ủa, bao giờ giờ? Mình đóng cửa suốt ngày thôi hả ông? Hả? Hả? Mình đóng cửa suốt ngày thôi hả? Không, nó không Mình phải. mở ra cho nó thoáng ra chứ mình đóng cửa nó nóng Ừ. quá, nó Hả? kiểu như trời mưa nó giọt quá cả nhà. Ừ. Rồi nó có những cái mùi mùi mốc, đồ ẩm mốc á. À. Thôi mình ra đây mình ngồi cho mát ha. À, người ta Xe của người ta để người ta làm, nãy giờ người ta cưa ta làm nhà cả nhà. ở đâu Dạ. Người ta cưa gì làm nhà trên đây nè ông cửa à? ông rể ông Tấn, Dạ. làm nhà. Dạ. Rồi cho con mượn đôi dép của ông đi. Ai mọi người Dạ, đây. Thì con cho ông con cho cả nhà mình xem cái đôi dép của ông. Đôi dép này của ông bao lâu rồi? lâu quá rồi. Lâu quá rồi, ông cũng không nhớ luôn hả? À, lâu rồi, Lâu rồi. cũng hai ba tháng này rồi đó. 2 3 tháng nay hả? Hả? Rồi. Rồi cả nhà mình xem đôi dép của ông này. Cột còn phải cột cọng dây vậy nè. Nếu như mình không cột cọng dây này thì nó tuôn ra Nó hả? tuôn ra, Dạ. nó quen quen. Mình cột 2 cọng luôn. Ừ, mà còn luôn, Dạ. còn luôn như cái dép này nè, cục Dạ. quay sau lưng anh đi. Rồi, con thấy cái túi áo của ông gì mà ông may nó bị xuất ra rồi, ông may hả? Ừ. Con thấy này, À, ông thẳng cái chân lên nè. Đó, đây cả nhà mình xem nè. Cái túi của ông mà rất. lúc trước là nó nằm như thế này, nó vẫn còn cái đường chỉ Ê. nè, đó. Mà nó bị rách là cái ông may nó nằm xuống như này luôn. Rồi. Chú chắc một cái này May chỉ trắng nữa chứ. nó Dạ. lúng ở để đâu có biết. Mà gài Ừ. là phải gài 2 cái mới chịu ha. Ừ. Dạ, chứ không là rớt tiền. À, rất trên trong này không biết. Dạ. Nó mẹ nó thế này chứ Cái chả biết nó ở đâu, rất là áo mất này bao lâu tâm rồi không? đâu.
Lâu rồi, 2-3 năm này. 2-3 năm hả? À? À, mức nó này 2-3 lấy... năm hay là 2-3 chục năm? À, 2-3 năm thôi. 2-3 năm là 5 năm rồi. Ừ, 5 năm. Ừ. Xe xuống. 2 năm, 3 năm là 5 năm rồi. Ừ, 5 năm. Phải không? À. Mua lâu rồi. Dạ, yeah. Ông chồng ông á. Ông chồng á. Dạ, cũng lâu rồi hả ông ha? Của ông chồng đó. Dạ. Ông này. Cái gì đó. Nhiều lúc mình không có làm ra tiền nè, rồi tiền ở đâu mà mình mua gạo, mua mắm, mua muối rồi mình ăn đi bán, đi mượn cho. Mượn hả? Ờ, ở đây rồi mình mượn ai? Mượn của nhà kinh ở bên cái cầu dày á. Dạ. Cái cầu này, cái cầu. À, nhiều lúc mình không có tiền mình mua gạo, mình ăn mình đi mượn hả? Ờ, mượn ít thôi. Dạ. Mượn 2 ký, 3 ký bây giờ. Rồi mình mượn cái số tiền đó rồi vài bữa nữa tiền đâu mà mình trả cho họ. Ờ, trả lại. Vài bữa mình làm gì mình có tiền mình trả cho họ. Vài bữa nhận tiền nhà nước nhận nè. À. Nhận tiền nhà nước ta lại. Dạ, dạ. Ờ. Dạ. Thì tiền mượn nhà một tháng 3 triệu đó. Dạ. Ừ. Là tiền nó trả. Dạ thôi. Dạ. À, không có thiếu. Dạ. Hết thì mua lại. Hình như con thấy ở trong nhà ông là con thấy còn có nửa bao gạo nữa thôi đúng không? Ờ. Dạ. Mình cứ nấu gạo, mình ăn cơm với lại bông đu đủ với lá đu đủ thôi hả? Ừ. Có rành được khác. Dạ. Có tái sổ đủ. Dạ. Cái đó thôi rồi. Dạ. Không có chỗ à. Đó có làm rẫy được. Dạ. Vì ba con mệt. À, chú con mệt. Vì thế này ốm nữa. Dạ. Kia là lên mua mấy chỗ thôi. Dạ. Mua ít rồi. Mua 10.000. Dạ. 10.000 là có 4 trái xe xu à. 10.000 là xu mới nãy ông chỉ con là ông mua hả? À, 10.000. 10.000. Dạ. 20 mình buộc là 6 trái. Dạ. À, mình mua xu đó rồi mình nấu ăn buổi chiều hả? Hay sao? À, nấu buổi chiều, buổi sáng vậy đó. Dạ. Ờ, ăn vậy thôi. Dạ. Mua, có lúc có thịt bỏ vô, lúc cũng có thịt thì nấu không. Dạ. Thì thịt quẹt tới ngày làm sao? Cho nên 50.000 mà quả lớn đây nè, thịt heo đó. Dạ. Rồi, nhà ông nuôi mấy con chó? Con chó có 2 con à. Mấy con? 2 con hả? Ừ. Con kia có phải con của nhà ông nuôi không? Ờ đó, chó này kia. Dạ. Chó này. Rồi sao con thấy 2 con nó ú ù tét vậy? Ờ, hai con. Cả nhà mình, rồi xem cái bé chó chỗ kia nè, với lại cái bé chó này. Rồi 2 con ú ù tét luôn à. Rồi 2 con đó. Ông cho nó ăn cơm với lại bông đu đủ hả? Ăn cùng, ăn cái gì, mình ăn cái gì, nó ăn cái nấy. Dạ, mà nó cũng mập thù lù à. Ờ, mập. Rồi. Ăn ít chứ chưa. Dạ. Chứ nó ăn nhiều, Dạ. Chó nó ăn nhiều hơn mình. Dạ, chó à. Ăn hơn mình luôn. À, ăn hơn mình. Ông bà cũng thương chó ha? Thương chứ, dạ. Thương. Để có gì là bạo động trả ăn cúp bằng phá đó. Dạ. Nó sửa đi. Dạ. Canh nhà cho mình. Ờ. Dạ. Rồi sửa xong rồi mình thức đi. Dạ. Thức thì vậy không có gì mà đi phó cho người ta đâu. Rồi như người ta mắc người ta đến la xuống lên thứ gì đó. Dạ. Như ông bà rồi có hay đi đi chơi này đâu kia không? Hay là chỉ ở không, nhà thôi? Không, không chơi. Ông chơi ở nhà thôi. Ừ. Dạ. Nhà lúc trước nhà. Thì mình ở căn nhà này. À. Rồi ở được tầm 8-9 năm gì đó ha. À, 8-9 năm rồi nhà nước mới tài trợ cho mình căn nhà này. À, là căn nhà đó. Dạ. Bây giờ mình sử dụng căn nhà đất này là mình làm căn nhà bếp. Ừ. Rồi căn nhà bên này mình ở, mình ngủ, nghỉ. Ừ. Dạ. Nhưng mà hoàn cảnh của mình thì đâu có ai làm ra tiền đâu ông ha. Hả không? Dạ. Làm gì? Con thì chỉ có một người con thôi mà người con đã lập gia đình rồi. À. Đi làm xa rồi, đâu có ai tài trợ cho gia đình, cho ông bà nữa đâu. Đâu ai lo cho ông bà nữa đâu. Ừ. Bây giờ hai ông bà nương tựa nhau mà sống thôi. Chồng mấy đứa cháu kia bệnh ba là người ta làm cho người ta. Đó, làm con người ta nuôi cho người ta, nước con người ta. Dạ. Con thấy bà rất là đẹp lão luôn nè. Ừ. Đau hả? Dạ. Bà hiểu không ông? À. Bà hiểu con nói gì không? Đẹp lão là cái gì? Đẹp á, bà lớn tuổi rồi nhưng mà nhìn bà cũng vẫn còn rất là đẹp á. À. Dạ. Ừ. Nhưng mà do ai làm anh ra?
À, bây giờ già chứ, trẻ không? Dạ. Ồ, nên nói chưa, chứ đang đọc là con người trắng bây giờ con người đẹp là dạ. Nhiều được kiên trở à. Dạ. Ừ. Tôi thấy cái trẻ trẻ đó. Dạ. Trẻ của Úc của tôi là đi làm... Ồ, ngủ quá. Dạ. Đi trước ở Sài Gòn đi làm công ty đó. Dạ. Hai đứa gái. Hoặc là gần chương nghề rồi. Dạ. Khi như nhà mình nghe đó. Nhà mình có rải không ông? À, nhà hả? Mình có rải không? Có rải bên kia không ai làm. Dạ không ai làm. Có cũng không ai làm luôn. À, ông cũng lớn tuổi rồi, ông đâu làm được đâu. À, là làm được đâu, xa dạ. Nữa. À, phải làm có được. Dạ. Như con có bên vợ đó, nó đi ra vai nó phát nó chắc cây lên xuống. Dạ. Nếu để lâu quá thì nên cây to như thế này. Chắc cũng được nữa. Rồi, nhiều lúc rồi có ai đến thăm gia đình mình, tâm sự với gia đình mình không, ông? À, không. Không à. Không ai bên như thế này đâu. Dạ. Không ai như tụi con đến thăm không. Ông, ngồi nói chuyện, trò chuyện với ông như thế này hả? À. Dạ. Chưa thấy không? Dạ. Chỉ một lần này thôi. Dạ. Ông thấy tụi con đến nói chuyện vui không? Vui. Vui ha? À. Vài đứa, vài bữa có gì con đến con thăm ông tiếp nha. À. Biết không? Dạ. Biết không? Bữa con đến con thăm ông tiếp nha. À. Hôm nay con đến con thăm gia đình của hai ông bà. Dạ. Rồi mới nãy con có nói là con đến con thăm gia đình của hai ông bà rồi con có gì con ủng hộ cho gia đình của ông bà. Có tiền để mình mua gạo mình ăn á ông. À. Dạ. Đây thì con cũng xin phép cô Tư. Đây là cái số tiền của cô Tư đã gửi cho con với số tiền là 9 triệu đồng. Thì hôm nay con trích cái số tiền của cô Tư là 500 nghìn để con ủng hộ cho gia đình của ông bà nha. Thì... đây con đếm cho cô và cả nhà mình xem 100 nè 200 300 400 500 đó thì con thay mặt cô Tư để con gửi cho ông bà nha. Đây là số tiền của cô Tư ở Lâm Đồng. Mới nãy Ngọc nói cô Tư nhưng mà quên cô Tư ở Lâm Đồng rồi. Cô Tư ở Lâm Đồng gửi cho gia đình của ông bà số tiền là 500 nghìn. Dạ ông bà mua gạo đây ông nhận cho con vui nha. Dạ. Ông có muốn gửi đôi lời nào đến với lại cô Tư ở Lâm Đồng không? Ông cảm ơn cô Tư ở Lâm Đồng. Cảm ơn. Dạ, ở đây cô Tư ở đây nè. Cô Tư ở đây nha. Có phải ra. Vỗ tay ha. Mừng á. Ông mừng á hả? À. Ông cảm ơn, ông cảm ơn, ông nói được cảm ơn không? Cảm ơn các bạn. Cả không, cảm ơn cô Tư. Con cô Tư. Dạ, ở Lâm Đồng. Cái này có biết cô Tư trả lại hay không? Dạ không, con cho không. Ông mà. Cái này là anh em tụi con cho ông. À, dạ, cho ông. Cô Tư cho ông. À. Cho luôn chứ không có tặng, không có gì hết trơn. Cho luôn, cho gia đình ông mua gạo luôn. Ông biết tiền không ông? À. Ông biết đây nhiêu không? Biết. Đây nhiêu? Dạ. Đây là 50. 50, dạ. Đây là 100. Hai tờ là 100, 200, 300, 400, 500, dạ. Cảm ơn. Ama sợ là cho xong rồi lấy lại. Không, không, con cho ông mà. Đây nè, đây, đó, vậy rồi cho chắc ăn nha, ông nha. Đây, đó, nhét vô túi nè. Đó, gài kim cúp nè. Ông ha, đó, đây con gài luôn nè. Đây. Ai chơi nha, mày ăn gọt. Đó. Con gài hai cái luôn nè. Đó rồi ông. Ông hết sợ chưa? Thầy ơi. Con tặng cho ông mà. Đó. Rồi. Gài hai cái luôn cả nhà đó. Rồi ông hết sợ luôn. À, cô Tư gửi cho ông á. Dạ. Cô ông cảm ơn cô Tư đây. Cảm ơn cô Tư. Cảm ơn cô Tư ở Lâm Đồng. Ở Lâm Đồng. Dạ. Đã gửi cho ông cái số tiền này để ông mua gạo á nha. Dạ con thay mặt cô Tư con gửi thôi. Dạ, con xin phép ông là con cũng đi về nha. Để vài bữa nữa con ghé lại con thăm gia đình ông bà. Dạ, con ngồi con nói chuyện với ông cho vui. Nha ông nha. Dạ, thì một lần nữa Sơn Ngọc cũng thay mặt gia đình ông bà Sơn Ngọc vào gửi lời cảm ơn đến vài cô Tư ở Lâm Đồng. Con chúc cho cô và gia đình cô thật là nhiều sức khỏe nha. Và cả ông bà cô chú anh chị mình đang xem video của Sơn Ngọc nữa. Thì Sơn Ngọc cũng xin khép lại video tại đây luôn. Cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian quý báu để xem video của Sơn Ngọc. Và đừng quên bấm Sơn Ngọc một like và đăng ký kênh nha. Bye bye cả nhà, hẹn gặp lại những tập video tiếp theo. Bye bye. Ông bye bye đi ông, bye bye.